xong chưa? Nói chơi cho tính tiền đi rồi đi lấy hàng nữa. Ừ, tôi cũng tính nói vậy đó. À, ông tính đi, trả tiền cho ta. Bà đi bà không tính thì bà biểu tôi tính là tính sao? À, quên quên, tôi giữ cái bóp của ông. Giữ cái bóp của tôi. Ủa? Ủa? Kỳ vậy? Gì vậy? Ủa? Nãy có đưa tôi không? Trời trời, bà danh luôn chứ không phải đưa, mà bà danh bà giữ luôn á. Ừ, tôi nhớ tôi giữ mà. Kỳ vậy? Trời trời. Trời coi có bị rạch không? Bà đâu có túi có đồ gì đâu hả? Không. Quần có túi không? Không, quần bà ba mà túi gì? Thì bởi vậy. Rồi bỏ đâu trời? Hay là nãy tôi bỏ rồi nó lọt rồi. Trời ơi chết rồi. Để tôi quành lại cái chỗ nãy cơ. Bà quành đi đâu? Bây giờ người ta lấy người ta đi 8 đời bà quành đi đâu nữa? Bây giờ tôi đem cái điện thoại tôi, tôi cầm cho người ta. Ông cầm cho ta, ông trả tiền nước thì được rồi. Rồi hồi mình cũng phải đi mua đồ nữa kìa. Thì bà cầm cái điện thoại bà cho người ta. Rồi tháng bữa sau mình lên mình trả người ta sao? Ủa bị gì vậy? Bị gì là bị gì? Ông nghĩ sao đi mua hàng mà mình đem điện thoại đưa cho ta cầm? Thì ví dụ cái nước á, quán cà phê á, nó còn nằm yên ở đây, mình đưa điện thoại cho ta cầm thì mình còn lên mình chuột được. Còn cái bán hàng ai mà cho ông cầm điện thoại? Với điện thoại tôi cầm cho quán cà phê rồi điện thoại ông cùi bắp ai mà cầm? Chứ giờ sao? Vậy cũng tính được hay thiệt. Sao giờ? Trời ơi chết rồi, bây giờ bà sao ta? Ai như bà? Hay ông nhớ lại coi, ông có bạn bè nào trên này không? Bạn bè đâu trên này? Mượn ta đi rồi về mình trả lại, chuyển khoản lại cho ta. Trên này không có ông nào bạn tốt trên này hết á. Trời cần quá ha. Ý gì? Tôi nhớ rồi, anh Sáu Tấn. Anh Sáu Tấn bạn thân của anh đó. Hồi xưa học chung rồi chơi chung từ nhỏ tới lớn. Bây giờ ông lên trên này, ông làm việc ở trên này nè. Còn gọi điện cho ông đi. Thôi, ông đó bây giờ không được đâu. Sao ông đó bây giờ ông giàu có rồi, ông đổi tính đổi nết rồi. Có vụ đó luôn hả? Đây tôi kể bà nghe. Hôm tháng trước tôi có lên trên này, bà nhớ không? Tôi điên mình mà nhớ không? Ừ. Tôi cũng làm mất tiền, tôi ghé ổng. Ghé ổng là tính mình mượn chút xíu mình về xe thôi chứ phải gì đâu. Ổng vừa gặp mặt tôi, ổng làm như ổng biết tôi mượn tiền đó trời. Ổng than từ lưa hộp dư, ông nói là nào làm ăn thua lỗ rồi mất mát tùm lum tà la. Ổng giống như ổng đuổi khéo, tôi ghét tôi đi về luôn. Tôi ra tôi xin xe đi qua vàng về tới với mình luôn. Trời ơi, bây giờ ổng già ổng đổi tính dữ vậy đó hả? Đổi tính không có như hồi xưa nữa. Cũng căng ha. Giờ tính vậy mình có nhờ cậy cũng đâu có được. Nè thôi bây giờ bà ngồi đó đi. Để tôi vô tôi ráng tôi nói chuyện với chủ quán. Cầm cái điện thoại lại, với mượn người ta ăn ít tiền luôn, ha. Nhiều khi người ta được thấy không? Tôi thật thà, người ta cho. Các bà cứ ngồi đó đi nha. Rồi đi lấy hàng rồi tháng sau mình lên mình trả người ta chứ gì đâu. Trời ơi, ráng ráng nghe. Trời ơi, tự nhiên vô duyên vô cớ mất cái bóp. Cái túi đâu có bị rạch đâu trời. Nhưng nó rớt ở đâu? Không biết vô trọng nói được không nữa. Trời ơi, cái kiểu này mà nói không được chắc quầy về dưới quá. Khổ ghê. Cho ly cà phê đen không đường bé hai. Ủa? Ủa, chị Năm? Chị lên hồi nào vậy? Ủa sao lên rồi không ghé nhà tôi chơi? Rồi chị đây rồi anh Năm đâu? Ổng không mà thôi anh ơi, ai dám ghé nhà anh. Ủa, ghé đây rồi cái anh nghĩ là tụi tôi chắc có chuyện gì mới tới nhờ vả anh, cho nên không ngại lắm. Trời đất ơi, mấy năm trời mới gặp được ca chị rồi chị nói gì kỳ vậy? Gặp rồi nhờ vả gì là làm sao tôi không hiểu. Thì nghe nói dạo này anh giàu có lắm, cho nên bạn bè thở hàng vi đó là anh lơ hết à. Anh làm bộ nó giống bóng nó gió rồi nó xa nó gần than nghèo than khổ gì đó để mà anh khỏi gặp bạn nữa, đúng không? Chị nghe ai nói vậy? Tôi nào giờ thân với gia đình chị từ thời mà tôi với chồng chị còn học chung từ nhỏ nè. Tôi biết thì anh với ông nhà tôi là thân lắm luôn á, cặp bài trùng mà. Mà ai biết được giờ anh giàu rồi anh đổi bạn này kia. Cái này tôi nghĩ là chị có sự hiểu lầm gì đó. Ai nói với chị là tôi đổi tính đổi nết? Thì ai ngoài ông nhà tôi? Anh Năm nói chị vậy đó hả? Thì chứ ai nữa. Ủa cũng
tôi mới gặp ảnh đâu rồi tháng trước hay gì á, rồi mà sao mà tự nhiên chồng chị nói với chị là tôi vậy. Thì ông nói tháng trước ông lên đây đó, không biết sao thiếu tiền gì đó rồi ông ghé anh là tính mượn, mà anh vô anh than nghèo than khổ gì đó rồi coi giống như anh muốn đuổi khéo ổng. Thôi rồi tôi hiểu rồi, do anh Năm chồng chị hiểu lầm tôi thôi. Cái lúc đó ảnh nói là ảnh đi mua đồ cái gì đó rồi ảnh thiếu tiền rồi sẵn ảnh ghé tôi, hiểu không? Mà ảnh có nói, nhưng mà thực sự á là ngay cái thời điểm đó tôi bị làm ăn hơi khó khăn. Ảnh mượn tiền thì không có bao nhiêu đâu ha, nhưng mà người ta thiếu tiền tôi thì nhiều lắm, mà lúc đó chưa có rút được một đồng nào hết trơn á. Đó, rồi không biết bằng cách nào để giúp được ảnh. Chắc ảnh nghe vậy rồi ảnh hiểu lầm mà ảnh nói gì chứ. Rồi, giờ anh nói tôi hiểu rồi. Chứ thật sự nãy giờ nói chuyện với anh, nhìn anh tôi thấy anh có thay đổi gì đâu. Ông này kỳ thiệt á. Để tôi hỏi ông coi. Bà ơi, người ta nói cái điện thoại cầm cho, người ta cũng lấy nữa cầm. Anh Năm. Anh Sáu kìa. Biết rồi. Nói bà rồi, mà sao bà điện không tới làm chi? Tôi tự xây sở được. Tôi đâu có điện đâu. Sao không tới đây? Thì hỏi ổng, hỏi tôi sao biết biết. Ủa sao anh tới đây được vậy? Sao anh biết ổng ở đây mà anh tới vậy? Tôi ghé cái quán này uống cà phê, vô tình gặp chị, anh Năm. Lúc trước là anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi nói thật với anh, phải chi mà anh khó khăn mà ngay thời điểm này nè, thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho anh được. Trời ơi, mừng quá. Vợ chồng tôi đang mất bớt. Cái gì? Bà giống nít bây giờ. Anh Năm, để cho chị Năm nói. Sao? Chị nói chị mất cái gì? Thì anh nói giúp được thì mình nhờ anh chứ, giờ không lẽ lội ngược gì dưới để lấy tiền. Tôi thiết, tôi thấy riết bà không hợp rồi nha. Để cho chị nói. Là vậy nè, ông gửi tôi cái bóp mà không biết tôi làm rớt hay là bị móc làm sao rồi. Bây giờ không còn một cách nữa. Bây giờ tiền nữa cũng không có trả, mà giờ đi mua hàng cũng không có tiền mua nữa. Trời ơi, cái gì mà xui dữ vậy? Thì đó, bây giờ không biết sao nữa. Thôi, không sao, không có sao. Lúc trước tôi còn khó khăn là do là người ta giải ngân chậm cho tôi thôi. Chứ còn bây giờ á, tôi sẵn sàng giúp anh chị. Thấy không? Không thôi. Có bao nhiêu á, 200-300 triệu tôi sẵn sàng giúp anh chị được. Thôi cảm ơn anh, tôi không dám lấy đâu. Mất công mà anh nghĩ vợ chồng tôi lợi dụng tình bạn cũ thế này thế nọ. Không có sao mà biết. Hồi nãy anh nói chuyện với tôi rồi. Anh vẫn y vậy à. Không có lợi dụng, không có nghĩ gì đâu. Tự ông tự kỷ ám thị hay sao á. Tôi thấy bà hiểu ổng hơn tôi luôn á. Anh Năm, thôi đừng có giận tôi nữa. Tôi nhớ hoài cái tình cảm của anh đối với tôi. Lúc còn ở dưới quê á, tôi khó khăn ha. Anh từng xúc cho tôi 1-2 lon gạo để cho tôi về cứu đói cho tôi. Tôi nhớ hết á. Hôm mai là tôi bỏ xứ, tôi lên đây làm ăn. Trời thương tôi làm ăn được. Tôi không bao giờ quên cái ơn cái nghĩa của anh đâu. Bà con tôi còn ở dưới quê mà. Rồi tôi cũng nói với anh chị luôn, sẵn đây tôi chuẩn bị về dưới mua miếng đất. Sau này á, 3 năm nữa tôi về dưới, tôi cất nhà ở dưới, dưỡng già ở dưới. Gặp anh chị hoài hoài luôn cho coi. Anh nói vậy rồi đó, hiểu bạn chưa? Ông cứ bị cái gì em nói thiệt đi. Thì tôi có hiểu lầm anh là tôi nghĩ anh giờ anh giàu có rồi anh quên cái thở hàng gì. Trời, ông thôi. Bị nhạy cảm quá đó. Thì nói chung là tôi thấy tôi tự tạo khoảng cách vậy thôi. Xin lỗi anh. Yên tâm, một hồi vợ chồng về nhà tôi sẽ lấy tiền cho mượn. Sẵn đây tiền cà phê tôi tính. Rồi bây giờ là giải tỏa được cái sự hiểu lầm. Đúng không? Không còn tự tạo khoảng cách nữa đúng không? Đúng rồi. Xích lại gần nhau rồi đúng không? Như vậy mới gọi là tình xưa nghĩa cũ. Ngờ đó. Tôi bất ngờ nè. Bất ngờ phải vui chứ. Thì đang bất ngờ nè. Phải vui chứ, đúng không? Ủa đâu phải bất ngờ nào cũng vui. Đâu phải bất ngờ người ta quyết định.